Xin chào, bạn đang nghe giọng nói quen thuộc của kênh Nhà Tôi Radio. Đến với kênh Nhà Tôi Radio, mình mong muốn truyền tải những câu chuyện, những thông điệp thông qua những trải nghiệm đời thực của mình, từ đó có thể kết nối những tâm hồn, những trái tim đồng điệu để chia sẻ, san sớt những kinh nghiệm, bài học hay đơn giản là những giây phút trải lòng khi bạn không biết tỏ bài cùng ai. Nhà Tôi Radio như là một mái nhà gắn kết và lan tỏa yêu thương giữa bạn và tôi, đôi người xa lạ từ phương trời chẳng hẹn quen nhau. Chúng ta tìm đến nhau duy trì với mong muốn là truyền nguồn năng lượng tích cực, khơi gợi cảm hứng với bao điều tốt đẹp, để chúng ta giúp nhau có cái nhìn lạc quan tích cực hơn về thế giới quanh ta và cuộc sống chính mình. Hy vọng bạn sẽ cởi mở và chân thành đón nhận Nhà Tôi Radio hết. Và giờ đây là câu chuyện của Nhà Tôi Radio, mời bạn lắng nghe. Một thức quà của lúa non cấm. Cơn gió mùa hạ lướt qua vần sen trên hồ, nhuần thấm cái hương thơm của lá như báo trước mùa về của một thức quà thanh nhã và tinh khiết. Các bạn có ngửi thấy khi đi qua những cánh đồng xanh mà hạt thóc nếp đầu tiên làm trĩu thân lúa còn tươi, ngửi thấy cái mùi thơm mát của bông lúa non không? Trong cái vỏ xanh kia có một giọt sữa trắng thơm phản phất hương vị ngàn hoa cỏ. Dưới ánh nắng, giọt sữa dần dần đông lại, bông lúa càng ngày càng cong xuống, nặng việc cái chất quý trong sạch của trời. Đợi đến lúc vừa nhất mà chỉ riêng những người chuyên môn mới định được người ta gặt mang về, rồi đến một loạt cách chế biến, những cách thức làm truyền từ đời này sang đời khác, một sự bí mật trân trọng và khe khắc giữ gìn cái cô gái vòng làm ra thứ cấm dẻo và thơm ấy. Tất nhiên là nhiều nơi cũng biết cách thức làm cơm, nhưng không có đâu làm được hạt cơm dẻo, thơm và ngon được bằng ở làng Vòng gần Hà Nội. Tiếng cơm Vòng đã lan khắp tất cả Ba Kỳ, và đến mùa cơm, các người của Hà Nội 36 phố phường vẫn thường ngóng trông cô hàng cơm xinh xinh, áo quần gọn ghẽ với cái dấu hiệu đặc biệt là cái đòn gánh hai đầu cong vút lên như chiếc thuyền rồng. Cơm là thức quà riêng biệt của đất nước, là thức dân của những cánh đồng lúa bát ngát xanh, mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc, giản dị và thanh khiết của đồng quê nội cỏ An Nam. Ai đã nghĩ đầu tiên dùng cơm để làm quà siêu Tết, không còn gì hợp hên với sự vương vít của tơ hồng, thức quà trong sạch trung thành như các việc lễ nghi. Hồng cơm tốt đôi, và không bao giờ có hai màu lại hòa hợp hơn được nữa. Màu xanh tươi của cơm như ngọc thạch quý, màu đỏ thắm của hồng như ngọc lụa già. Một thứ thanh đạm, một thứ ngọt sắc, hai vị nâng đỡ nhau để hạnh phúc được lâu bền. Thật đáng tiếc khi chúng ta thấy những tục lệ tốt đẹp ấy mất dần, và những thứ quý của đất mình thay dần bằng những thứ bóng bẩy hào nhoáng và thô kệch bắt chước người ngoài. Những kẻ mới giàu vô học có biết đâu mà thưởng thức được những vẻ cao quý kính đáo và nhũng nhận. Cơm không phải thức quà của người vội, ăn cơm phải ăn từng chút ít, thong thả và ngẫm nghĩ. Lúc bấy giờ ta mới thấy thu lại cả trong hương vị ấy, cái mùi thơm phức của lúa mới, của hoa cỏ dại ven bờ, trong màu xanh của cơm, cái tươi mát của lá non và trong chất ngọt của cơm, cái dịu dàng thanh đạm của loài thảo mộc, thêm vào cái mùi hương thơm ngát của lá sen già, ướp lấy từng hạt cơm một còn giữ lại cái ấm áp của những ngày mùa hạ trên hồ. Chúng ta có thể nói rằng trời sinh lá sen để bao bọc cơm, cũng như trời sinh cơm nằm ủ trong lá sen. Khi các cô gái Vòng đổ gánh dỡ từng lớp lá sen, chúng ta thể hiện ra từng lá cơm sạch sẽ và tinh khiết, không có mảy may một chút bụi nào. Hỏi các bà mua hàng, chớ có thọc tai hay mân mê thức quà thần tiên ấy, hãy nhẹ nhàng mà nâng đỡ chút chiêu mà vuốt ve. Phải nên kính trọng cái lọc của trời, cái khéo léo của người và sự cố tiềm tàng và nhẫn nại của thần lúa. Sự thưởng thức của các bà sẽ được trang nhã và đẹp đẽ hơn, và cái vui cũng sẽ tươi sáng hơn nhiều lắm. Thạch Lam, trong Hà Nội 36 phố phường, nhà xuất bản Đời Nay Hà Nội 1943.